Chào bạn, các bạn thế nào rồi? Mình là Thảo bên đây. Chào mừng bạn quay lại trên của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi mới với bạn. Trò này tên là Mini DZ. Đúng vậy, một trò chơi sinh tồn lấy bối cảnh hậu tận thế zombie, phải nói khá là hay thưa bạn. Và cũng khá là khó nữa. Đúng vậy, mình đã dòm nhó trò này rất là lâu các bạn ơi. Tính quay mà đàn quay không được không hả bạn ơi? Nào là bị ba mình lên ngủ sớm nè, nên là mình không quay được, hoặc là quay xong á bạn thì tự nhiên bị mất tiếng game, rất là khó chịu luôn bạn. Mà ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ không có gì xảy ra và chúng ta sẽ quay cho xong được cái video này. Ok. Vì sao hỉ trò này bạn? Mình đã được một bạn ở comment mình biết. Và đây là một trò chơi sinh tồn với bối cảnh ngày hậu tận thế zombie. Ok, nếu bạn mà comment mình biết trò này á, phải nói trò này khá là khó. Nên là mình nghĩ rằng ok, khó mới đáng đi chơi chứ, phải không nào? Nên là ok, ta sẽ chơi luôn nhé bạn. Ok, hãy trò này rất đơn giản bạn. Chúng ta sẽ vô mấy ngôi nhà thế này nè. Ta sẽ điểm đồ lên lúc các bạn. Trong ngôi nhà sẽ có thể sẽ có đồ ăn như cái này đấy bạn ơi. Cái này phải đồ ăn mà biết xì. Các bạn thấy con này không bạn? Nó phải ngơ người nha bạn. Zombie đó. Đó, nhìn giống người thôi, zombie nha bạn. Ở trong game này cũng có người đó bạn ơi, nhưng mà hầu hết chỉ toàn là bọn cướp mà bạn. Những đứa thấy mình là muốn giết mình liền á. Chưa kịp hỏi han nó muốn giết mình liền luôn. Ok, thì sao thì các bạn thấy trò này đơn giản là ta thấy đi vô mấy căn nhà thế này nè. Mà muốn thì nhà đây chỉ cần bật bản đồ lên, ta thấy có một cái bản đồ thế này nha bạn. Đó, mà mỗi bản đồ thì thấy vài ngôi nhà. Thì muốn một ngôi nhà trong đây là một khu nhà nha bạn. Đó, như bạn thấy mình đang ở một cái ngôi nhà ở đây nè. Đó, các bạn thấy dấu ít không? Đó là mình nha bạn. Đó. Thì các bạn trong game này các bạn không những có mỗi cái bản đồ này thôi nha các bạn. Chúng ta có nhiều bản đồ mà đây, mỗi bản đồ sẽ là một cái hòn đảo khác nhau các bạn. Ok, khi mà ấn hữu tên này ta sẽ thấy được bốn cái hòn đảo các bạn. Hòn đảo có hình con người, hòn đảo mình đang ở nha bạn. Đó, và đây là cái bản đồ cho hòn đảo nó ở. Đó. Đây là một tựa game sinh tồn. Đây là chúng ta hãy làm nhiều thứ như là nhiệm vụ nè các bạn. Vậy nhiệm vụ này ta muốn làm ta phải đi tìm mấy hàng người sống sót mà như mình á, kiểu như người tốt á bạn. Đó. Nó sẽ cho mình nhiệm vụ mình làm cho nó mà nó sẽ tặng đồ mình đó. Nếu không thì gặp mấy thằng nào mà thấy nó cứ chạy đến chỗ mình hoài đó, vậy nó người xấu bạn đi. Nó muốn giết mình đi lấy đồ mình đó. Đó. Đó nhớ chạy nha, hỏi với nó luôn cũng được đó. Thì game sinh tồn chiến không phải thiếu được một lắp ráp các bạn. Chúng ta hãy lắp ráp vài thứ cơ bản hay sau. Thứ nhất là cây cung nè, rồi đó mũi tên nè. Túi nè bạn, lửa chạy nè. Đó, như đấy thôi bạn, còn lại ta phải tự vô mấy ngôi nhà để mà tìm đồ lúc đồ các bạn. Ok. Thì các bạn, cái trò này các bạn thì chúng ta cũng có thể chết vì nhiều thứ với bạn. Đấy là lý do sao trò này khó như vậy. Đó. Vì mà thấy mấy dòng chữ mùi vàng, nó đang nói mình là mình đang bị khát, bị đói các bạn. Mà thấy hai cái thanh nước và đồ ăn không? Đó. Mình đang bị khát, bị đói các bạn. Ok. Giờ nay khát nên mình sẽ uống này nha bạn. Đó. Ok, còn đói bụng ta phải tìm đồ ăn thôi bạn đi. Ta phải tìm cách không cho cái zombie giết mình nữa bạn. Đó. Thì để tránh bị zombie giết mình đó thì bạn chỉ cần vô mấy ngôi nhà thôi được rồi. Đó, cho đồ người ta lúc này nọ và các thứ. Đó, mà zombie không biết mở cửa đâu nên là muốn an toàn thì cứ vô nhà ha. Ok. Đó, ok. Thì sao thì bây giờ cũng đang bị đói bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ ta có vũ khí nè bạn, ngon. Có đồ ăn rồi nè, đột quá. Ok. Thì trò này bạn, mình đã chơi qua 2 lần rồi. Và đúng thì nó rất khó nha bạn. Mình đã chơi qua 2 lần. Và hầu hết là mình đều chết thôi bạn. Thì lần thứ nhất thì mình không nhớ chết vì lý do gì. Nhưng mà lần thứ hai á, thì mình chơi mình chết vì một thằng ăn cướp nha bạn. Vậy nó dùng súng bắn mình, chảy máu chết luôn. Vậy game này ta hay bị chảy máu các bạn. Game này giống đời thật kỳ luôn á. Ok. Ta có súng nè bạn. Ok. Ok, một con zombie này bị như không chịu đi vậy. Chúng ta phải đánh nó thôi bạn đi. Đó, đây. Mày, đó. Muốn đánh zombie bạn không cần phải ấn nút đánh nha bạn. Không có nút đánh đâu, chúng ta chỉ cần chạy gần gần thôi. Ok, ok, đây có áo nè bạn. Ok. Mình sẽ xé ra làm khăn các bạn. Đó. Tại sao? Tại áo đó phải nói là không có túi các bạn. Mấy áo mấy quần mà có túi mình mới lấy. Ok. Còn áo hồi nãy thì nó không có túi. Với lại nó cũng sắp hư các bạn đi. Các bạn thấy mấy cái phần trăm trong game này không bạn? Đó là độ bền những món đồ phải có các bạn. Và khi mà chạy hết luôn rồi đó, còn 0% các bạn, nghĩa là đồ đó đã bị hư rồi, ta không bao giờ sửa được nữa. Ok, muốn sửa đồ ta chỉ cần là tiền băng dính hoặc là mấy dụng cụ may giá kia thôi, nhưng mà phải sửa khi mà nó vẫn còn khoảng 1% nhé bạn. Bạn đợi nó xuống 0% đâu không sửa được đó, chân thật vậy luôn các bạn. Hí rồi, cái gạo nè nghe. Ok, sẽ ăn này đi, để lấy gạo. Đó, khi nào mình sẽ để dành, khi nào đói khát sẽ ăn tiếp. Ok. Hãy game này các bạn ơi. Giờ nó là game sinh tồn. Đây là mọi thứ trong game này khá khá thực tế.
tao không có ngày đêm với bạn, giờ này cũng có 24 giờ luôn, ngoài đời cũng có 24 giờ, thì chỉ đều là giờ game này tính bằng phút của bạn, kiểu như 24 giờ ngoài đời trong game này chỉ có 24 phút thôi đó, khá là thuận lợi. Ok, thì bây giờ giờ thời gian trong game này là 10 giờ nè đó, bạn bây giờ trời đang mưa các bạn. Ok ok, không sao đó bạn, trời mưa không sao hết. Game này chúng ta cũng hay bị bệnh, nhưng mà chúng ta không bị bệnh trời mưa đó bạn ơi. Chúng ta như chỉ bị bệnh bởi mấy cái kiểu như là bị lạnh này kia thôi bạn ơi đó. Nhưng mà đừng lo, bây giờ cũng như bạn thấy mình đã có mặc đồ đầy đủ nên là chúng ta sẽ không bị lạnh đâu ha. Đó, muốn biết là bị lạnh hay bị nóng á thì bạn hãy nhìn nó thân màu vàng vàng. Ôi trời ơi. Ok, đây có hình cây zombie nè bạn ơi, cây zombie bị bút chân. Ôi mày trời, ôi trời ơi, mấy cái gì bị máu rồi. Ok, zombie đánh này yếu lắm, nhưng mà nó cứ khiến là mình dây máu là mình điều đó là mình rất là ghét. Ok ok đó, bị dây máu là phải xé áo ra làm khăn hoặc là cái mấy băng gạc mà cầm máu với bạn, nếu không nó bị chảy máu đến chết đó. Đó, game này thực tế vậy luôn bạn ơi. Đó, thế như vậy mình mới chọn về chơi game này các bạn, tại càng thật thiết càng vui. Ok, đây này có dương chini các bạn, tại đây dương chini này cái quả này ăn vừa hồi thanh đói vừa hồi thanh khát các bạn. Ok, bây giờ muốn chưa khát đói lắm nên là cho hãy để dành. Ok, để có gì chúng ta đói quá không có kiếm được đồ nào ta hãy quay lại mấy địa điểm này mà đa lúc. Ok đó, ok anh đây có quần mới này bạn ơi, đây mở quần nhảy mô à nên là không lấy nó. Ok, thì trong game này bạn đây khi mà bạn đổi mấy món đồ như quần áo bạn thì mấy bạn hãy lấy món đồ cho mấy đồ cũ bạn ra nhé bạn, nếu không bị bạn nhìn nè đó, mấy món đồ cũ bạn sẽ bị mắc kẹt trong quần kia nhé bạn. Đó, thực tế vậy luôn á, nên là nếu như mà bạn muốn thay đồ kia bạn hãy nhớ lấy mấy món đồ trong mấy đồ cũ ra trước đó, và sau đó bỏ vô đồ mới đó. Còn mình không cần quần có một ô à, có quần chín mày có 2 ô lận là ra. Yeah, game này mấy ô để đồ là quan trọng nhất. Ok ok, quần này là bền hơn nhưng mà nó mới có một ô à, mày không lấy đâu. Ok ok, tụi tôi ok này bởi zombie các bạn. Tại trong game này bạn được dễ trao đánh zombie nhiều quá bạn đi, zombie mà đánh bạn nhiều quá bạn sẽ bị kiểu như là mất đồ rất là nhanh đấy bạn, đồ bạn bị hư rất là nhanh, hư mấy cái quần mấy áo kia thì sẽ vớt đồ ra lúc đó nhặt lại hơi bị khổ. Ok ok, nhưng mà bây giờ đang bị bao dây rồi, một cái đánh nhau thôi bạn đi. Wow, không tin được, tại hiện mình đang bị chảy máu các bạn đi. Không sao, ta hãy hồi máu lẹ nè bạn đi. Game này rất là nhiều người chết vì bị chảy máu với bạn, mà zombie đánh đau quá mà để hí. Ok, là bị mất cái áo nhưng mà nhắn chúng ta đã giữ được mạng sống. Ok, bây giờ ta phải đánh bắt bọn zombie này thôi bạn ơi. Ôi trời ơi. Ok ok, ôi để nó làm mình chảy máu vậy. Oh man, oh my trời, bây giờ mày đánh đau vậy hồi nào trời, tại sao vậy. Ôi trời ơi, cái gì vậy mà bạn thấy con bên nào né đừng cứ né nhé, đừng có mà vội vã đánh nhau đó hoài. Thấy băng dính nè. À, chạy đây nó thầy cho pháo sáng, thì là pháo sáng giúp mình nhìn được đường trong bóng đói. Ok, thì hiện tại có cái băng dính nè bạn ơi, muốn sửa đổ bạn chỉ cần kéo vô nhé đó, rồi đó ấn vô cấp pháp đó là ta sẽ sửa được đó, 62%, 37% đó, thì là cũng chưa giúp ích được gì cho mình lắm, chúng ta bị chảy máu nhưng mà không sao, máu rồi chảy sẽ hết rồi các bạn ơi đó, miễn là bạn còn đầy máu thì chảy giúp xíu hết rồi. Đó ok, để hòa máu thì bạn chỉ cần ăn uống ta đầy đủ. Ok, để tự game này bạn ơi, giá này game sinh tồn nên là nó không có hề có cốt truyện nào hết á, em phải tự tạo ra cốt truyện cho nó bạn. Ok, rồi cốt truyện mình đã nghĩ ra nè bạn ơi, bạn nghe nha, thì cốt truyện như sau nè, thì các bạn nhớ cái chỗ mấy cái gì là người mình đã tiêu diệt trong cái hết zombie warfare không, béo mình đã không hẳn tiêu diệt nó mà sau khi mà đánh bại nó bạn ơi thì tự nhiên nó phát nổ, mà sau khi nó phát nổ bạn ơi thì nó đã tải vào là khói độc và trong đó chứa hàng ngàn con virus zombie thưa bạn ơi, nó đã thâu chiếm toàn bộ thế giới, biến tất cả những người sống sót cuối cùng trở thành zombie hết tại vậy. Vậy giờ chỉ cần mình thôi, mình và mấy thằng chớp cáp, à mấy thằng bè có hệ miễn dịch như mình. Ok đó, đây cốt truyện mình chơi game mà trình lại nghe không hay lắm, nhưng mà đó là cái cốt truyện duy nhất mình có và nghe rất là logic mà thế nào. Ok, thắc mơ bạn này đi thôi. Ở đây có dâu dại nè, ta hãy xé dâu dại ra nha bạn. Ok, ta ăn dâu dại luôn. Không, như giờ thì mày muốn chưa đói khát lắm này, cứ để nó trong túi sẵn đi ha. Đó, ta chả không mày biết khi nào. Ôi trời, chết bà. Ok, mình mất. Trong game này có sói hứa bạn, trong game này có gần thì tất nhiên có gần phải có sói này. Ui, ui.
Ô mày cưới. Ok. Bảy. Trời ơi. Mà zombie trong game này xem nguy hiểm vậy. Ok. Bạn hết sức hứng khởi mấy con zombie màu già già nó nha bạn. Mấy con đó là zombie độc á. Nó chết sẽ gây độc cho mình. Ok. Ok. Ô đây có đạn nè. Nhưng mà đạn này chắc rất gần hơn bạn. Mà đã từng dùng sát gân trong game này rồi và mình biết rõ đạn nó như thế nào. Ok, đó từ dưới xong mấy con zombie màu vàng vàng này bạn đi xa ra nhé bạn, à mà đứng trong mấy vùng màu xanh đó là bạn sẽ bị bệnh nhé bạn đó, và bị bệnh trong game này phải nói khá khó chữa, tại muốn chữa bệnh trong game này bạn phải đi kiếm thuốc của bạn, và thuốc trong game này bạn không biết nó hiếm mức nào đâu. Ok, rồi nó hết chảy dịch đây là ra đi thôi. Tại vì sao lý do mới định chế game này với bạn đây, thì đó là do mình cảm thấy dạo này chơi ba game mà chiến thuật nhiều quá hay cũng chán rồi, nên là ta hãy thử ra cái gì đó sinh tồn chút xíu ha bạn. Ok, hãy tự game mini DayZ để bạn đây, thì nó được dựa theo mẫu tự game sinh tồn với trên PC và nó cũng khá là giống với game này của bạn, và ta nói là hay gì là đây mini DayZ thì nó chỉ là DayZ thôi. Ok, hay gì bạn nào chơi DayZ thì chắc cũng đã từng game qua trò này ha. Đó, trò này cái như phiên bản rút gọn của tựa game DayZ trên PC các bạn ơi. Vậy ok, đây cái tiệm súng này bạn. Ui mày chuối. Ui, Potter 22. Mẹ có đạn. Hoài. Tiệm súng mà không có tí đạn nào là sao. Ui, có cái cán súng mà gáp đỡ được không ta. Mình xem coi. Giờ không gáp vô được mấy cây này các bạn đi. Này, cán súng chơi cây nào á. Đây. Thôi kệ. Mình không biết nên mang theo không ta. Mày em nghĩ nên mang theo các bạn ơi. Khi nào có súng đi, quay lại đây. Ok. Vì sao thì nãy mày nghe tiếng đánh lộn. Chắc là dây. Con chó này với bộ giết mà hàng người hứa bạn. Coi nhìn nè. Ok. Bạn ơi, chó dữ vậy. Trời ơi. Ok. Hồi nãy gì đây? Ok, hai với cái áo của bạn đây. Ok, làm khăn liền. Đi chết bị chảy máu. Đây. Chó cắn cái game này cũng khá là đau á. Ô mày chuối. Ok. Này có quần nè. Ô quần này ba ô luôn. Ngon. Để lấy quần này các bạn. Yeah. Thì mấy xe trong game này bạn, này nãy giờ bạn thấy mình lúc nó khá nhiều bạn. Mà không mình thấy mình lái nó thế nào. Đó là do ba xe này bị hư hết nha bạn. Muốn kiếm xe lái được bạn phải kiếm ba xe nào mà thấy nó mở đèn á. Đó, đó là mấy xe bạn lái được. Ok. Ok. Bị đói khá trong game này phải nói khá là nhanh nhé bạn. Bạn hãy luôn cẩn trọng. Thì trong game này á bạn, nếu như mà bạn muốn đi sang đảo á, thì sai bó đảo nãy mình chỉ cho bạn á, thì bạn chỉ cần tìm con thuyền nha bạn. Muốn tìm thuyền thì bạn chỉ cần đi đến cuối map thôi, đây sẽ có một con thuyền để bạn sửa. Vậy bạn muốn sửa thuyền thì bạn chỉ cần đi kiếm vài miếng gỗ như là lấy rìu chặt cây vậy đó, nãy bạn sẽ sửa được con thuyền. Ok, à, bạn hãy dùng thuyền đi, đi sang cái đảo tiếp theo đó. Nhưng mà trước khi đi đảo nha bạn, thì các bạn hãy xem coi mình có đầy đủ mọi thứ nha. Tại nếu khi mà bạn đi sang đảo rồi, bạn sẽ không quay lại đây được nha. Bạn không thể không quay lại cái đảo mà mình vừa đi được. Đó, bạn sẽ bị mắc kẹt bên đảo tiếp theo luôn á. Ok, nên là bạn hãy nhớ chuẩn bị kỹ càng cái okay. Đồ ăn với thức uống. Ok. Mấy viên đạn cho mấy viên súng trong game này bạn, phải nói được phân ra rất là kỹ càng bạn. Giống như ở đời thật luôn. Giống như là này cho súng lục, nhưng mà súng lục loại gì cũng được á. Ok. Chứ không phải là như PUBG là đạn này cho chơi trường, đạn này cái lục, đạn này cây kiểu liên, đạn này cho cái nhắm. Không, không mới gọn gàng như vậy được. Mà kiểu như là phân gáy kỹ càng luôn. Đạn dưới đạn này cho cái lục, mà phải lục gì cũng được. Đó, dạng vậy á. Nên là kiếm đạn game này phải nói rất là khó. Ok, nên là, yeah. Ô mày chối. Tôi tính não nhờ zombie hết trời. Ok. Ok, đây cái áo này bạn. Ok, áo này cho một ô à, không sao. Có hơn không. Mình không muốn làm phiền mọi zombie này nhiều nhiều các bạn. Mình ghét mỗi khi mà nó làm đồ mình bị hư. Rất ghét luôn. Lý do mình chết sau khi mà chơi qua khoảng 2 lần các bạn, hầu hết đều là do mình bị hư đồ các bạn. Vậy hư đồ là mấy món này kia nó rơi ra hết trơn luôn rồi. Mình không biết là làm gì nữa. Mình để ở đâu cho vừa nữa. Không biết mình bỏ gì nữa. Nó kinh khủng. Ô, đây có dây nè các bạn. Ok. Mình sẽ ăn đải này đi. Đó, sẽ lấy dây dây các bạn. Dây này ta hãy dùng để mà gáp đồ các bạn. Đó. Ồ, đây cái áo khoác nè. Ồ, bao luôn. Ồ, ngon vậy. Ok, lấy dây ra, bỏ dây vô. Đó. Rất ngon các bạn. Hoàn quá. Ok. Ồ, đây có pháo sáng này, sẽ lấy nó để phòng giờ tối. Mình hay dùng nó để mà soi đường. Bạn không thể văng pháo sáng đấy mà. Ồ. Ồ. Ồ, mình hãy nâng cấp này bạn. Ok, như này ta hãy nâng cấp bạn. Ok. Thì mình nghĩ
là mình sẽ nâng cái gì vậy ta? Mình sẽ nâng cái camera, cái này sẽ giúp mình cái đó bị khát, ok? Đó. Không biết là nên nâng cái khát đó hay là nâng cái đói nữa, mà không biết cái đói là cái khát cái nào hết nhanh hơn, nhưng mà thôi kệ, nâng đại từ ha, ok? Mình nghĩ là đói khát như nhau à, ok? Vậy sao đây có mũi tên này bạn ơi, khi nào kiếm được gỗ làm cung đi sẽ sử dụng, ok? Còn bây giờ vẫn chưa kiếm được mấy cái gỗ này. Vừa mới nói lại có rìu. Yeah boy, chặt gỗ làm cung thôi. Ok, chỉ muốn chặt gỗ bạn chỉ cần đến mấy cây nào mà đứng lẻ lẻ cây này bạn, đó bạn ấn nút chặt đó, nó sẽ cho bạn gỗ đó. Không có gỗ mình làm cung các bạn đây, cái gỗ làm cung là mấy cây mà kiểu như là gậy dài dài các bạn. Sao gậy mà chạy gỗ làm cung nha, trong thế nào ta quên này. Để mày nó trong dài dài cây này nè bạn, đó là ta sẽ tạo cây cung. Ok, cứ còn mấy cây này là cây gậy thôi. Ok, mình đã chặn được hành tụ của bạn đi. Bây giờ mình không quan tâm đến mấy hành tụ lắm, mình đang cần à gỗ làm cung cơ. Ôi trời, ô mày cho huy mà đợi mình chút xíu nhé. 2000 years later. Ok, sau khi một hồi chặt một đống cây cuối cùng mình đã được gỗ làm cung này bạn. Ok, mình sẽ làm cây cung. Ok, bây giờ mình có súng. Mày. No. Shit. Má ơi. Hồi nãy nguy hiểm không ta, mình nên đánh nó không vậy? Mày chuối. Ok. Yeah. Mình đã đánh bại nó. Oh yeah man. Ok. Này cái gì đây? Có đồ ăn à? Ok. Mình sẽ lấy đồ đó. Này hi. Yeah, này có áo nè. Nhưng mình không cần áo này lắm. Cái áo này rồi. Ok. Mình như mình đang thiếu băng gạc đúng không? Mình sẽ lấy xé áo đó làm băng gạc cho mình để phòng cái gì đó khiến nó mình bị chảy máu. Ok. Đó. Ok. Thì sao quay lại chỗ mà mình đã tìm thấy gỗ làm cung thôi bạn đi. Kiểu như mình nói lúc nãy, tuy là mình có súng hả bạn, nhưng mà súng này không có đạn, mà cũng sắp hư rồi, nên thôi bây giờ nên làm cung đại ha. Ok đó. Ok, yeah, rồi cuối cùng ta hãy nạp đạn vô nó. Yeah, tuy là ta sẽ bỏ đi cái súng này, nhưng mà giờ sao súng nó không cả đạn. Còn bây giờ thì với mặt tích cực ta đã cung hả bạn. Ok. Thì mũi tên chúng ta phải nói hơi ít bạn, mà ta hãy chế tạo thêm, chỉ cần dùng mấy cái gậy với mấy cái dao là ok. Nhưng mà bây giờ chưa có dao nên là chúng ta hãy tìm tìm chỗ trú với bạn đi. Trong giờ thời gian trong game bây giờ là 2-3 giờ rồi, sắp tối đó, đã đi trú thôi. Ok, đây có mấy trạm xăng bạn ơi, hình như bạn hãy đến mấy trạm xăng này để mà đổ xăng cho xe với bạn. Trong game này có mấy xe lái được nên là khi nào bạn đèn ở bạn nên tìm mấy chỗ trạm xăng này mà bạn đổ xăng. Mình nghĩ vậy. Mình đã từng kiếm được một cái xe mà lại không kiếm được cái dạng xăng nào nên mình bỏ nó rất là sớm. Ok. Dù sao do âm thanh thay đổi đó bạn ơi, nghĩa là về đang tối đi nha bạn. Ok, mình hãy tìm chỗ trú với bạn đi. Đó. Ok, đây là cái zombie. Nope. Bắn nó. Belly. Vậy thôi bắn cái hụt nữa. Ok. Nope. Belly. A few moments later. Mày chạy lại tao được không vậy? Rồi, ok, cuối cùng dính. Mày bơm mất ở game này bắn khó mức nào các bạn đi. Game này bắn rất là hay hụt luôn, mình ghét điều đó. Nhưng may là đây cái cung này ta hãy nhặt lại đạn được. Mày nghĩ là mình sẽ trú trong đây các bạn đi. Thì sao trời khói rồi, mình chả gì thấy gì hết. Ok, sáng sủa rồi đó. Ok. Thì vậy sao chắc mình sẽ nghỉ chân ở đây các bạn đi. Vì vì trời đã tối rồi. Và thường thường thì trời tối phải nói di chuyển rất là khó các bạn. Và zombie phải nói dễ dàng như thấy mình hơn nữa. Tại vì nó hãy giết bất cứ gì mà nó thấy di chuyển. Ok. Đây là chúng mình sẽ dừng chân đây các bạn. Ok, giờ thì các bạn hãy nhớ like, subscribe, ấn chuông để theo dõi video mới nhất của mình, chia sẻ video này bạn thích các bạn. Nếu như mà bạn hết thấy cái series mới này á, hay bạn đừng quên comment mình biết. Ok, tuy dù mình chắc chắn là bạn không thích cái series này với lại series đó hết cho mình bao phe đâu, nhưng mà thôi kệ đi. Nếu thấy thích thì bạn cứ comment mình biết mình nó nên làm tiếp không. Ok. Còn nếu mà không thích thì cũng không sao, bạn hãy cứ comment mình về những tựa game bạn thích để xem coi mình thể quay được không. Ok. Còn bây giờ thì tựa game này tuy là mới đầu vô nó hơi trái nản chút xíu, nhưng mà phải nói là từ từ đi không sẽ rất là vui. Ok, mà hãy cứ tin vậy đi. Còn bây giờ thì bạn nghe mình nói đó, đây cái lúc video ở đây. Ok, bạn đừng quên các bạn mình lên Facebook nữa nha bạn. Ok,
mình sẽ đồng ý hết luôn. Ok, trừ khi mà bạn nói chuyện nhiều quá thì nhờ nhắn tin cho mình mấy cái là tào lao á, bạn nhắn tin đến mà mình cảm thấy khó chịu á, chúng ta mình hãy hãy các bạn Facebook bạn thôi. Còn nếu như mà bạn muốn các bạn Facebook mình mà không có vấn đề gì ba chuyện nhắn tin bày bạ mình đó, thì các bạn hãy cứ các bạn mình, ok, mình sẽ chấp nhận. Ok, ok, phát sáng mình hết rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy kết thúc video thật nhanh đi. Okay. Được rồi, đây là video đến đây thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.